Ok, hello, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh của Dư Khải Gaming nha. Và Dư Khải chúc anh em xem video vui vẻ. Với video này thì Khải sắm mua cho mình một cái bao tay 540 năm. Một bao tay 540 của thằng em Nam Bi của mình đây. Cho anh em xem bao tay 540 dòng 1 với lại sinh lực được 8x thì phải. Sinh lực được 7x. Đó. Nói chung là với bao tay này thì Khải thấy nó ưng hơn cái bao tay 520 năm. Khải định mang bao tay 520 sinh lực 169. Nhưng mà Khải nghĩ lại thì nếu mà kiểu đó thì nó đạt mốc 80 thôi. Nhưng mà nếu mà Khải thích đi giao tranh hội đồng thì nếu nhờ bao tay này, nếu mà đi giao tranh hội đồng tốt cho đường môn thì Khải nghĩ bao tay này với đại đại lưng 540 là 80. Với nhận Khải hôm trước Khải xem bot sát thủ ra thì được cho mình 150 mà đi kèm với cái con Nga Mi nữa thì Khải nghĩ là hơn 120 500. Nếu mà lúc giao tranh anh em, giao tranh hội đồng á, thì Khải nghĩ sẽ ok. Chứ nếu mà Khải mang bao tay 20 thôi thì kẹp theo Nga Mi thì mới có 150 thôi nè. Đó, Khải định mang bao tay này nhưng mà Khải cũng không ưng lắm. Khải mua tay này 2 kim đó anh em thấy không? Giờ bị Khải lên đảo luôn. Thấy chưa? Này lên đảo Khải sẽ ép thần pháp luôn. Đó. Mua tay này nha. Hai bao tay nó hơn một xíu sinh lực nhưng mà nó không hiệu ứng nè. Bao tay này hiệu ứng 20 thôi. Nếu mà 20 thì cái này 20 là 40, vẫn này là 80 thôi. Với cái hiệu ứng 80 mà kèm theo Nga Mi thì nó chỉ khoảng hơn 100 thôi. Không bao nhiêu. Lúc mà giao tranh hội đồng thì nó sẽ không ok, không ok lắm. Đây Khải quất bao tay 40 vào luôn. Thì bao tay 40 này, đại lưng 40 này, với cái nhẫn sẽ được 100. Kèm theo Nga Mi thì Khải nghĩ sẽ đặt mất 120 thì nó sẽ ok hơn anh em. Đó anh em thấy không? Nói chung là nó có cái lý do của nó cả. Nên là Khải thích xài bao 40 hơn. Còn bao 20 này thì công nhận thì sẽ lực ok đấy. Nhưng mà cái hiệu ứng nó lại không thích hợp cho mình. Tại vì Khải muốn là vừa giao tranh hội đồng, vừa giao tranh hội đồng được và vừa đi bách lẻ được luôn nè. Đó nên là bao tay 40 này Khải thấy nó sẽ hợp lý hơn. Ok, và Khải sẽ tạm dừng clip ở đây. Và tí nữa lên livestream thì Khải sẽ lên đảo. Đó. Ok nè. Đừng quên cho Khải một like, một chia sẻ nha.